đón hoa hậu áo dài Mỹ Cao Kim Ngân. Đến với buổi tối ngày hôm nay và chúc cho các bạn sẽ có những kết quả thật tốt trong cuộc thi năm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mọi người đừng có đứng che ánh sáng của chương trình. Xin được mời stylist Hoàng Nam chúng ta sẽ cùng bước vào chương trình. Cảm ơn Tuấn Nguyễn ạ. Xin được cảm ơn bó hoa đến từ người bạn của anh Minh Tuấn Nguyễn ạ. Vâng, và quý vị thân mến, sau khi chúng ta lưu lại những hình ảnh thật đẹp ở show diễn ở khu vực thảm đỏ cùng với chúng tôi, thì quý vị có thể di chuyển vào phía bên trong hội trường để chuẩn bị ổn định chỗ ngồi, vì show diễn của chúng ta sẽ được diễn ra trong một ít phút nữa thôi. Xin cảm ơn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón cho thảm đỏ sự xuất hiện của người đẹp Tạ Dương. Quý vị thân mến, chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng rất nhiều những celeb, những khách mời nổi tiếng đã cùng tham gia vào buổi tối ngày hôm nay. Điều này chứng tỏ được tình cảm của tất cả các anh chị đã dành cho nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn trong suốt những thời gian vừa qua và thời gian sắp đến. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Chính sự xuất hiện của tất cả quý vị sẽ tạo nên thành công của buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn cũng như ban tổ chức chương trình, xin được cảm ơn tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng xin được lưu ý với tất cả quý vị rằng là trong buổi tối ngày hôm nay thì ban tổ chức của chúng tôi cũng có chuẩn bị những phần tea break nho nhỏ ở khu vực cánh trái của thảm đỏ. Sau khi đến từ xin chào anh nhà thiết kế, xin chào Dũng ạ. Rồi, con thấy khi mà tham gia chương trình tới tập mà bị loại thì cái cảm xúc của mình như thế nào? Tiếp theo cùng chào đón sự xuất hiện trên thảm đỏ của hôm đó thì nhà thiết kế có sự rất thân công với Tuấn ạ. Dành lấy cơ hội cuối cùng để mình có thể ở lại để cùng tham gia tiếp những cái dự cái thử thách sau. Nhưng mà tôi có thể nói là trong một buổi tối như ngày hôm nay, sự xuất hiện của những người bạn đầu tiên chính là một nguồn động lực để những người như nhà thiết kế của mình chúng ta tiếp tục cháy với nghề và tiếp tục
mình sẽ công cuộc sáng tạo của cố gắng hơn trong những cái đoạn đường sắp tới, những cái dự án. Em có lường trước được mình bị lọt sớm như vậy không? Tại vì mọi người luôn đánh giá cao em trong team Hương Giang. Thì bất cứ cái cuộc thi nào nó cũng có sức sức rủi ro, thì đó là một phần mà mình đã phải cân nhắc. Và kể từ vòng đầu tiên rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị loại, thì mình chỉ là cố gắng. Hương Giang nói với em như thế nào sau khi em bị loại? Tại vì trên sóng truyền hình có thể mọi người sẽ không nghe được. Dạ. Thì chị Hương Giang, mentor của em thì vì đã là một nhà, là một team, thì chị luôn ủng hộ, và cũng như là muốn em là sẽ có những cái cuộc sống tốt hơn, cũng như là trong tương lai sẽ thành công hơn. Thì đó là những cái gì mà chị chia sẻ. Thì những cái comment trên mạng về các cái tập phát sóng thì đều tiếc nuối, công phát nói là công phát bị loại là không xứng đáng ấy, thì em đọc thì em cảm thấy như thế nào về chương trình? Thật sự thì đó là những cái lời mà tình yêu thương của mọi người, thì em rất cảm thấy là trân trọng, và kiểu đó là một cái mà mình không thể ngờ đến mọi người quý mình như vậy. Thì đó, mình sẽ coi nó một cái tài sản để mình có thể trong tương lai làm được điều gì đó nhiều hơn cho khán giả. Là một trong những người em rất thân thiết và ủng hộ nhà hát kịch Nguyễn Minh Tuấn trong một thời gian khá dài, và cô đã diễn những trang phục rất là đặc biệt của nhà hát kịch Nguyễn Minh Tuấn trong cuộc thi của mình. Mình đến với chương trình là để trải nghiệm thôi, nhưng mà không ngờ là mọi người yêu quý đến vậy, thì mình thật sự bất ngờ. Thì cái điều đó là cũng đã đem đến chiến thắng rất xứng đáng cho đại diện Việt Nam ở cuộc thi Miss Earth. Có những cái file như thế nào, hoặc có những cái bình luận yêu thích mình như thế nào, em có thể kể một tí xíu cho mọi người về những cái fan sau chương trình đó. Thì mọi người, về khán giả thì mọi người vào trên Facebook cá nhân nhiều hơn, cũng như là tương tác, cũng như là chỉ còn khoảng 10 phút nữa thì show diễn chiều các chương trình đừng vô cái đường nhanh nhất cái bên Tuấn Nguyễn sẽ bắt đầu. Em có kế hoạch nào tiếp theo về lĩnh vực nghệ thuật không khi mà sau chương trình này? Về lĩnh vực nghệ thuật thì em nghĩ trong tương lai thì em sẽ có những cái dự án riêng, nhưng mà hiện tại vẫn là tập trung chính cho công việc của mình. Nếu mà quay trở lại lúc đầu tiên thì lý do như thế nào mà em quyết định tham gia chương trình Next Gentleman á? Dạ thì lý do đầu tiên đến là để mình chưa từng bao giờ tham gia cuộc thi nào hết, thì đây một cái trải nghiệm mình nên có để mình có thể học hỏi thêm nhiều điều và mở rộng những cái mối quan hệ xung quanh, thay vì chỉ là công việc và bạn bè cuộc sống. Thì đi lại sớm thì em có cảm thấy quý vị trong buổi tối ngày hôm nay có một sự xuất hiện đặc biệt.